Dạ vâng, số phụ kiện Pc từ anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi. Súng nén khí lại quay trở lại kênh nhé. Uh, tiếp tục cái chương trình uh, bán tri ân thanh lý cho anh em trong tháng này. Thì, uh, ngày hôm nay lại tiếp tục lên bán rẻ cho anh em 10 khẩu FXQ3 lỗ. Cấu hình tầm khá, săn mồi được cự ly là 150 m săn cò. Tặng kèm một bơm đồng hồ to còn to và một kg kẹo trì với giá là 9 triệu 200 ngàn. Đấy, mã A42 9 triệu 200 ngàn Thì anh em nào mua bán thì uh, lưu ý là đọc rõ mã và giá sản phẩm ra nhé Bảo lắp cho tôi mẫu A42 9 triệu 200 tặng kèm bơm và 1kg kẹo trì đấy Thì uh, bên em sẽ biết đó là mẫu này các nhé Đấy có anh em nào mà có nhu cầu mua bán thì uh, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại em để trên biển kia. Thì uh, trong tháng này em sẽ làm rất nhiều chương trình tri ân tặng quà miễn phí cho anh em. Và ơn đó là bán rẻ cho anh em tặng kèm bơm đấy có rất nhiều cấu hình em sẽ bán rẻ cho anh em và tặng kèm cho anh em một cái bơm đồng hồ to còn to như thế này trị giá 800 ngàn và một cái ăn kẹo trì trị giá 500 ngàn thì tổng phần quà lên đến là 1 triệu 300 ngàn cho anh em các bác nhé đấy giá cả rất chia rẻ thôi 9 triệu 200 nghìn đầy đủ đầy đủ một combo cấu hình của cây bích này nó ra làm sao như thế nào thì kính mong anh em có thể là theo dõi hết video ngắn của em ngày hôm nay thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về sản phẩm này thì em sẽ nói sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán để cho anh em có lần đầu uh, xem video xe có thể tham khảo. Thì uh, về hình thức vận chuyển thì uh, sẽ là lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây. Anh em sẽ nhận hàng qua nhà xe, mua hàng thì có cọc tiền trách nhiệm. Miền Bắc thì cọc trước 300, miền Nam cọc trước 500. Cái tiền đấy uh, sẽ không nằm trong giá trị của đơn hàng của anh em mà anh em sẽ phụ thêm vào tiền cước xe. Còn đâu uh, cái số tiền 9 triệu 2 em sẽ nhận hàng và thanh toán các bác nhé có anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản 100% thì uh, bên em sẽ tặng kèm cho anh em đó là hai kêu ăn tạo trì cho anh em đấy có anh em là không là không tin tưởng thì cứ cọc 200 500 còn đâu số tiền còn lại nhận hàng thanh toán cho nhà xe là ok đấy nhà xe đưa hàng em kiểm tra rồi thanh toán luôn luôn là uh, anh em mua hàng bên em là uh, được phép là nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán nên anh em yên tâm cũng nhé nhận xe hay nhận ship COD thì bên em vẫn đều hỗ trợ anh em là kiểm tra hàng rồi, rồi thanh toán. Còn về chế độ anh, bảo hành sẽ là bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một tuần. Còn về trong quá trình chơi hỏng gì sửa đấy. Riêng cái cảnh bảo hành một năm về tình trạng không trụ nghĩa là trong vòng một năm không biết anh em chơi bao nhiêu kg bảo trì, không biết anh em sử dụng như thế nào nhưng mà cái cảnh của anh em nếu mà xảy ra tình trạng không trụ thì anh em có thể liên lạc lại bên em để đổi trả. Đấy, số điện thoại chính tên chính chủ bán hàng trên kênh YouTube bao năm rồi không thay đổi số điện thoại thì anh em biết độ uy tín nó như thế nào rồi nhé Đấy. Còn à, về khẩu FX quay lỗ ngày hôm nay thì ở đây anh em sẽ được một cấu hình đó là quy uh, Q3 lỗ hàng Q Tactical bản uh, Sài Gòn, bán gấp rút cho anh. Thì uh, nhớ anh em có hỏi là sao mà rẻ thế, lắp Q Hà Nội à? Thì anh em có thể nhìn. Đây. Q Hà Nội thì không bao giờ có cái phần quà như này nhá. Đấy. Q Sài Gòn chuẩn chỉ loại một zin. Về anh em nếu mà kiểm tra quy mà có phụ kiện gì hay cái gì mà dòng Hà Nội thì em có thể đổi trả cho anh em hoàn toàn có nhá đấy cho anh em không cái quy luôn đấy quy Sài Gòn chuẩn chỉ cho anh em bán cấu trúc cho A này cò sụp cho toàn bấm này đấy cho toàn này cho toàn bấm nhá em lên cò thì bấm không phải cho toàn gãy nhá à, van là van cò đi kết bản chuẩn công ty biên cũng đã qua xử lý và làm lại của bên shop và xử lý cái gì và làm lại cái gì thì anh em có thể là inbox cho em em sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm van các bác nhé Bình thì à, bình nhôm đích tròn 0.42. Đấy, bình to cho anh em. Giảm à, giảm âm sniper ôm cành. À, cành là cành xm 8 8 khương chuẩn chỉ zin cho anh em bác chơi. Bao cho anh em săn mồi được cứ liền 150 m. 80 90 m là nắp C2 chuẩn chỉ. Đấy, 150 m săn cò cho anh em, bảo hành lỗi 1 đổi 1 thì anh em à, biết là về cành như thế nào rồi nhá. Đấy. Cái này thì có thể là chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sả lung cho anh em. Đấy, anh em nào muốn săn thú to à? muốn bem mồi cự ly xa thì anh em lên chơi kẹo sờ lung còn khi mà anh em uh, uh, săn những con chim nhỏ ấy, thì anh em sẽ săn kẹo lấm trì đấy thì ở đây là viên kẹo lấm trì anh em hình dung này cho anh em xem không nhớ anh em lại cứ đòi 635 rồi thì uh, trên tay em đây là một viên uh, kẹo lấm trì 5.5 và một viên sờ lung đấy 23 gr cho anh em đấy 23 gr anh em nhìn này viên kẹo sờ lung rất là to Gần như bằng kẹo bên kẹo 635 rồi Đấy Thì uh, khi mà anh em chơi thì lên là chơi kẹo sở lung 23R Để làm sao mà khi mà để cùng một giải áp này Mức búa này Thì anh em có thể là đem được cả lấm chì và sở lung các bạn nhé Còn khi mà anh em chơi 27 hoặc uh, 31 Thì anh em sẽ phải tăng uh, áp lên Hoặc tăng búa lên thì mới chơi được Còn hai uh, lung 23R thì anh em có thể là cùng một giải áp Cùng một uh, mức búa Thì anh em có thể là đem được cả sở lung và lấm các bạn nhé Đấy kính thì uh, kính ngắm Discovery hàng uh, FFP đấy thông số là 4 trừ 16 x 44 đấy cho anh em đây đấy FFP nhá đấy hoặc là anh em nào mà thích dòng kính BNA thì có thể đổi sang dòng kính BNA. thì uh, đối với uh, mẫu kính này thì uh, là dòng FFP dòng Discovery đấy ở phân khúc tiền này thì sẽ có ba dòng kính cho anh em lựa chọn một sẽ là Discovery v uh, Discovery hàng FFP như thế này hai là uh, đấy FFP chống dung chống giật chống nhảy tâm và hai hơn nữa là West Hunter thông số là 4 trừ 16 nhân 44 FFP đấy ba dòng kính đấy thì đều là chống dung chống giật chống nhảy tâm thì anh em muốn lắp dòng kính nào thì bên shop sẽ lắp dòng kính đấy cho anh em đấy thì đều là giá là 9 triệu 200 tặng kèm một bơm đồng hồ to còn to và một kia em trì cho các bác nhé đấy giá cả rất là rẻ luôn ở trên thị trường uh, uh, có rất nhiều đơn vị bán hàng nhưng mà nếu mà anh em để mà anh em mua thì chắc chắn là không ngờ có anh em mà không ở anh em với giá này thì anh em không thể nào mua đầy đủ được một combo đầy đủ như thế này đấy mà hàng ngon chuẩn chỉ được các bác nhé đấy chín triệu hai thôi đầy đủ một combo súng đạn và bơm giảm giá chiên cho anh em 10 khẩu hết 10 khẩu quay về giá gốc thì giá gốc thì nói thật với anh em là giá gốc thì sẽ là 9 triệu hai chưa bao gồm bơm đấy. bơm bỏ, bỏ, cái bơm 800.000 ra đấy chín triệu hai em sẽ được một như thế này đấy là phụ thêm 300 trăm đến năm trăm ngàn tiền cước còn đâu là bơm là sẽ mua riêng đấy nhưng mà ngày hôm nay thì bán rẻ cho anh em mười khẩu thôi nhá đây là hết mười khẩu thì quay về giá gốc Nên anh em nào mà có ý định mua thì cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi các bác nhá đấy còn à, mua bán thì anh em gọi điện cho bên em qua số điện thoại em để trên biển kia các bạn nhá đấy video ngắn ngày hôm nay thì xin phép anh em và bác kết thúc đây xin chào lại bác ở video sau nhá